Hưng chết sức hiện.
tắm đi ngồi ngồi còn không tắm nữa. Đến lúc đó sử dụng đứt chiêu cuối rồi. Mẹ làm sao? Chị, gì hết hơn sao? Hãy chấp đi. Sự tra tấn của Hoàng Linh. Rồi, bây giờ báo cho. Cùng đi kem thôi. Nhưng mà cùng đi kem không có rảnh. Mình phải kêu Sam. Với nhiều người khác. À, đúng rồi. Kêu tên bố của bố qua kia. Đi thôi. Trời ơi, người ghi lâu quá. Yếu như sơ mà có cái gì. Đúng rồi, cái thằng đó. Thằng sang đã sao? Không biết, nhưng mà đương nhiên sao?
Cái iron số đều rất rất ngầm ngọt. Tao biết chỉ hai ngày nữa người có thể người sẽ giết được con gì kịp. Hãy nên nhớ, người không bao giờ có thể giết được. Ta đã nói rồi, người không thể giết được hết tất cả. Người chỉ muốn làm cho vui thôi. Ta không có sợ, tại vì ta sẽ là người chiến thắng lên cô y kèm. Cả cái gì? Thực sắc! Cá mạnh đấy. Hết bên chú lớp nên bóp chưa bị hút sao? Xin lỗi rồi. Tao cũng là bắt ma đó. Tao sẽ hút người vô. Thì đi đâu? Có một linh hồn hay một bộ xương khô. Hiền lắm gió trời. Đây chính là một người yếu của ta. Mà ta mới đồ người học sinh những người mà ta coi nó rất yếu. Ta muốn xoay hình dạng này, nhưng lần này ta phải sử dụng hình dạng này thôi. Chơi với ta cần không chơi với vũ khí. Hiền lắm gió chơi. Không có đỉnh như tim vui rồi. Bạn ơi, đụng tới pháp sư, người đụng tới pháp sư hoặc là cương thì người có một kết cục đó mà.
sử dụng sức mạnh rồi. Họ phục thôi. Cái nào nữa không? Ngươi à. Ta. Chết đi. Chết đi.